Vì vậy là khi các bác đó là mua thuốc bên ngoài về, các bác phải xem đó là cái thuốc đó điều trị bệnh gì là một, thứ hai xem đát là hai, và thứ ba nữa là các bác phải tìm hiểu về cái công dụng, rồi cái tác dụng của nó, rồi cái liều dùng của nó. Hello các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay đến công ty trời mưa quá các bạn, chẳng có việc gì làm. Lát nữa mình sẽ lên live với các bác một chút. Tuy nhiên thì do hôm nay rảnh quá thì tiện đây mình sẽ chia sẻ với các bác là mấy cái loại thuốc mà nhìn á, thì mấy cái loại này á, chẳng có tác dụng gì, thậm chí để trong trang trại cả năm không sử dụng đến. Tuy nhiên á, thì trong cái chăn nuôi bò thì chắc chắn chúng ta gặp phải những cái bệnh, giả sử như là bệnh táo bón này, bò bị táo bón rất nhiều đúng không ạ? Rồi bò bị tắc ruột, rồi bí đái bí ỉa, rồi bò có thể là bị trương hơi dạ cỏ, liệt dạ cỏ, hay là thậm chí là bội thực dạ cỏ. Đó, rất rất nhiều bệnh. Và lúc đó thì các bác lại gọi điện cho tôi bảo là ồ, không biết là bây giờ nó điều trị như thế nào Hoàng ơi. Thì mình cũng chỉ cách điều trị, nhưng mà tuy nhiên thì chia sẻ với bác là các bác đi mua thuốc ạ, thì các bác không mua được những cái loại thuốc như này. Giả sử như bây giờ những cái dòng thuốc đây, cái magie sulfat cộng với natri sulfat chẳng hạn, thì chia sẻ với bác là đối với cái dòng này á là nó rất là rẻ thôi. Những cái dòng thuốc này nó rất rất là rẻ, đâu đó rơi tầm có 20.000 đồng một chai thôi đó. Những cái dòng này á, đó là cái dòng thuốc nhuận tràng và thông mật, kích thích tiêu hóa và chướng bụng đầy hơi, chướng hơi dạ cỏ và thừa axit dạ dày, táo bón, nhiễm độc tiêu hóa cho gia súc, trâu bò lợn dê cừu chó mèo, nói chung cái loại này sử dụng được hết. Và nhất là con lợn mà giả sử như gặp cái trường hợp bị táo bón chẳng hạn, hoặc là giả sử con lợn bị E. coli, thì các bác có thể là sử dụng cái loại này cho uống, nó rất là hiệu quả, rất là tốt đó. Và nhất là đối với con trâu con bò nó mà bị chướng hơi dạ cỏ, hoặc là bị bội thực dạ cỏ hay liệt dạ cỏ, thì các bác có thể là sử dụng những cái dòng này bổ trợ thêm để mình điều trị làm sao nó hiệu quả nhất đó. Bởi vì những cái dòng này nó sẽ giúp cho nó là đẩy thải trừ chất chứa ra khỏi cái hệ tiêu hóa, ra khỏi cái dạ cỏ của nó, bởi vì nó là thuốc nhuận tràng mà bác. Chia sẻ với bác là nhiều bác đi mua ở ngoài không có đâu bác, bởi vì cái này nó rẻ lắm, có 20.000 đồng một gói như thế này, nó họ bán nó cũng chẳng lợi nhuận được bao nhiêu cả. Nhưng mà nếu mà giả sử như các bác mà có những cái dòng này ở trong cái trại mình thì sẽ giúp cho đó là mình hỗ trợ điều trị đối với cái bệnh chướng hơi rồi bội thực dạ cỏ này nọ thứ, nó sẽ hiệu quả hơn. Mà khi sử dụng những cái loại này thì chia sẻ với bác là nó cũng rất là an toàn, nó cũng chẳng gây ra độc tố này nọ thứ, chẳng tồn dư kháng sinh đó. Thì nó rất là hiệu quả. Đây là cái natri sunfat và magie sunfat nha bác. Nhiều lúc ở chia sẻ với bác là các bác mua không được đâu. Với thứ hai á là khi con trâu con bò nó bị chướng hơi dạ cỏ hay bị liệt dạ cỏ hay là bị bội thực dạ cỏ chẳng hạn, thì thường thường là mình khuyến cáo các bác là lên đó là mình tiêm đó là cái pilocarpin hoặc là cái Strulin B1 này. Thì đối với cái Strulin B1 này á, nó sẽ làm tăng cái phản xạ thần kinh và tăng cái trương lực và tăng cơ bóp hệ cơ trơn và tăng cường nhu động dạ cỏ, ruột và tăng tiết dịch vị. Nó sẽ giúp cho đó là con trâu con bò nó tăng cường trao đổi chất và nâng cao sức khỏe nữa. Và dùng trong các trường hợp giả sử như bị bại liệt này, liệt dạ cỏ này, liệt ruột này, tăng tính ngon miệng này và bồi bổ sức khỏe khi ốm này. Đó, cái Strulin B1 này các bác này. Đối với Strulin B1 hay là pilocarpin á, thì chia sẻ với bác là mình khuyến cáo là các bác không nên sử dụng trên trâu bò đang có chửa, bởi vì nó làm tăng co bóp hệ cơ trơn, vì vậy là có thể nguy hiểm, có thể gây ra hiện tượng sảy thai trên con bò đang có chửa đó các bác. Thế chính vì vậy là các bác trong cái quá trình đó là mình điều trị thì không phải thuốc nào cũng tiêm được cho bò có chửa đâu các bác. Đấy là hai cái loại thuốc mà mình muốn chia sẻ với bác. Còn tiếp theo là những cái dòng giả sử như caffeine này chẳng hạn. Nhiều trại là giả sử như con bò nó sốt cao quá và tim nó có thể là đập nhanh quá chẳng hạn. Đối với cái caffeine này á, sẽ giúp cho cải thiện hệ tuần hoàn máu này, hưng phấn hô hấp này, có tác dụng đó là trợ tim này, điều trị chứng suy nhược tim này, loạn nhịp tim này, viêm cơ tim cấp tính này, hỗ trợ hồi phục cho vật nuôi suy kiệt do bệnh này, lợi tiểu, giải độc thuốc mê, thuốc ngủ và cấp cứu khi gia súc bị say nắng các thứ. Và có thể là giúp cho nó là tăng cái nhịp tuần hoàn trong trường hợp đó là mới sinh bị ngộp thở các thứ. Trên đây là mình chia sẻ với bác là ba cái loại thuốc mà
các bác nên có trong trại nhà mình. Nó rất là rẻ thôi. Như cái mai dây sunfat này đâu đó rơi tầm khoảng 20.000 đồng một gói 100g. Giả sử như cái chilin B1 này 30.000. Rồi cái này thì cũng có chục nghìn một lọ thôi. Nhưng mà cơ bản nó sẽ rất hiệu quả. Còn cái liều điều trị như thế nào? Thì khi con trâu con bò nó bị chướng hơi lạ dạ cỏ, liệt dạ cỏ hay bị bội thực dạ cỏ, nếu mà trâu bò dưới 2 tạ thì các bác chỉ cho nó uống 50g trên con trên ngày thôi. Nếu mà con trâu bò to rồi tầm khoảng trên 2 tạ các bác có thể là cho 100g trên con trên ngày. Nói chung là nếu mà giả sử trâu bò con thì các bác cho uống rồi tầm khoảng 50g. Thì cứ 50g này các bác hòa với lại khoảng 500ml nước và cho con trâu con bò uống. Một ngày các bác có thể là cho uống tùy vào cái con trâu con bò bị nặng hay nhẹ, thì các bác có thể cho uống từ 1 đến 3 lần cũng được. Nó cũng không hại gì đâu bác. Còn đối với trâu to thì các bác có thể là cho uống hẳn một cái gói này từ 100g. Thì 100g các bác hòa với 1 lít nước và các bác cho con trâu con bò uống, nó sẽ giúp cho nó là kích thích cái dạ cỏ, rồi nó sẽ giúp cho đó là đẩy các chất chứa ở trong cái dạ cỏ trong hệ tiêu hóa ra, sẽ giúp cho con trâu bò nhanh khỏi bệnh hơn. Đó. Còn đối với chilin B1 này chia sẻ với bác là đối với trâu bò ngựa thì cái liều chung là các bác cứ cho tiêm dưới tầm khoảng nửa chai này. Các bác có thể là tiêm dưới da hoặc là tiêm bắp thịt đều được. Nếu bò dưới 2 tạ thì các bác chỉ tiêm dưới tầm khoảng 20ml thôi. Còn đối với giả sử bò trên 2 tạ, 3, 4, 5 tạ đấy thì các bác có thể là tiêm đến lửa chai này, tức là khoảng 50c các bác tiêm. Nó rẻ mà bác, đúng không ạ? Rồi cái caffeine này thì sử dụng như thế nào? Đó là sử dụng trong cái trường hợp giả sử như là nó sốt cao quá, tim đập nhanh quá chẳng hạn, thì chia sẻ với bác là các bác tiêm cho mình. Thì liều lượng á, đối với trâu bò thì từ 10 đến 20ml trên con. Nếu mà nhỏ thì rơi tầm khoảng 10ml, còn to thì rơi tầm khoảng 20ml một con đối với caffeine này. Đó, sẽ giúp cho nó cái chống trụy tim và thứ. Và các bác nhớ cái vấn đề này nữa. Ở trên thị trường thì chia sẻ với bác là có rất nhiều loại thuốc. Nhưng mà chia sẻ với bác là khi các bác mua thì nhiều bác là không bao giờ để ý mấy vấn đề này. Các bác chú ý nha. Thứ nhất là cái đát sử dụng. Cái đát sử dụng. Nhiều bác là có thể là gặp cái đát nó bị hết đát rồi. Đây là một cái chai thuốc mà mình không bán. Mà chia sẻ với bác là nếu mà giả sử mình bán, nếu các bác không để ý thì có thể là gặp cái trường hợp là thuốc nó tác dụng nó sẽ kém. Đây, 19 tháng 3 năm 2021 hết đát rơi tầm khoảng 5-6 tháng nay rồi. Nhưng mà chia sẻ với bác là nếu mà mình bán cho các bác mà các bác không để ý cái đát như thế này thì thực sự là khi các bác tiêm á, là các bác tiêm nó sẽ không hiệu quả. Nhất là cái vaccine chẳng hạn. Nhất là những cái vaccine. Đây là một đống thuốc mình không bán này các bác này. Cho thì cho thôi, nhưng mà mình sẽ không bán. Đó, hết đát rồi. Mình sẽ không bán. Mà thực sự chia sẻ với bác cho là còn ngại nữa cơ. Những cái loại này á. Đây các bác, những cái giả sử những cái thuốc mình mới lấy đây. Tất cả đến tháng 3 năm 2023 cơ. Tức là đối với cái chai thuốc như thế này, đánh viêm phổi như thế này thì chia sẻ với bác là đến tháng 3 năm 2023 cơ các bác. Thì các bác nhớ là trong cái quá trình mình mua thuốc đó, đầu tiên là các bác phải xem lại cái đát. Cái đát là một, thứ hai là cái hướng dẫn sử dụng. Đây là thuốc nội. Thuốc nội thì chia sẻ với bác là đều có cái hướng dẫn sử dụng hết. Đây giả sử như heo 1ml trên 40kg thể trọng, đúng không ạ? Đối với lại giả sử như là trâu bò thì đây 1ml cũng trên 40kg thể trọng. Đó. Còn đây giả sử như đây nó có hướng dẫn hết rồi các bác. Nhưng mà chia sẻ với bác là mình thấy là các bác chẳng bao giờ đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cả. Kể cả thuốc nội, thuốc ngoại. Đây là giả sử một cái lọ pen chép 400LA như thế này. Tức là đánh tụ ít trùng của thứ như thế này. Thì chia sẻ với các bác là đều có hướng dẫn sử dụng. Thứ nhất là bác nào biết tiếng Anh thì các bác có thể đọc tiếng Anh ở đây. Còn không, nó sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng ở đây. Đó, loại có thành phần thuốc như thế nào và loại thuốc điều trị cái gì. Đó, có hết. Rồi 1ml trên bao nhiêu gram thể trọng, từ gà tiêm bao nhiêu, lợn tiêm bao nhiêu và trâu bò tiêm bao nhiêu, có hết trong cái này cô bác. Đây, tất cả đều có hết. Từ thuốc nội hay thuốc ngoại đều phải có cái hướng dẫn sử dụng hết. Đây này. Đó, hướng dẫn sử dụng hết. Bên này nó là liều dùng đây. 1ml trên 10 đến 20g thể trọng. Đó. Chia sẻ bác là từ thuốc nội, thuốc ngoại đều có cái hướng dẫn sử dụng hết nhỉ. Vì vậy là khi các bác đó là mua thuốc bên ngoài về,
các bác phải xem đó là cái thuốc đó điều trị bệnh gì là một, thứ hai xem đát là hai, và thứ ba đó là các bác phải tìm hiểu về cái công dụng, rồi cái tác dụng của nó, rồi cái liều dùng của nó. Nhiều bác hỏi tôi là anh vừa mua thuốc ở bên ngoài quán thuốc thú y kia mà bây giờ về tiêm bao nhiêu, bảo thôi cái này là em cũng chịu. Đây chia sẻ với bác là giả sử như hai lọ pen chép này, một thằng cũng là pen chép 400, một cũng là pen chép 400 nha, nhưng mà hai thằng này khác nhau, hai thằng này khác nhau nha các bác. Thằng này tiêm được nhiều hơn, thằng này tiêm được ít hơn. Giả sử như cái có những cái dòng Septifur chẳng hạn, cái Septifur này, cái loại lội á, chia sẻ bác là có thể là nó tiêm chỉ rơi tầm khoảng 3-40 cân thôi, nhưng mà dòng này á, tiêm đến 50 c. Thì mỗi loại thuốc của mỗi công ty nó có thành phần khác nhau và nó có liều lượng khác nhau. Vì vậy là các bác phải mua thuốc ở đâu, các bác phải hỏi cái liều lượng ở đó, hoặc là nó ghi trên bao bì, thì sau này về các bác nhìn ở trên bao bì đó là tiêm bao nhiêu c, thì chia sẻ bác là các bác sẽ biết được. Chứ bây giờ các bác mua cái thuốc ở bên ngoài thuốc thú y về mà dòng thuốc nó khác nhau, thành phần nó khác nhau, cộng thêm đó là cái liều dùng nó khác nhau, thì mình bảo mình là tiêm bao nhiêu c thì đúng là mình bó tay được bác. Đó là mấy cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với bác, là làm sao là các bác chọn lựa kháng sinh rồi tiêm chọc kháng sinh làm sao nó hiệu quả đó bác. Đó rồi, ok, hôm nay mình chỉ chia sẻ mấy cái thông tin vậy thôi các bác nhá. Thỉnh thoảng ra những cái video như thế này để các bác biết được một số cái kỹ thuật trong cái sử dụng, cách sử dụng thuốc và một số cái loại thuốc mà nó hiệu quả mà nó rẻ để các bác có thể là tham khảo. Rồi, các bác nhớ like video, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh HLT Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác.